anh Bình anh ăn như đúng rồi á. Như là anh mới vừa trả lời đúng không? Em ghi lộn hashtag rồi. Để ý, em phải ghi hashtag 3 chữ. Lòng tự trọng, lòng tự trọng, lòng tự trọng. Ủa mà tính ra là tôi là người đoán nhiều nhất mà tôi bị nhịn đói á. Ờ mà không có ai hỏi một câu luôn. Em có chung tim với tụi tôi không vậy? Đúng không? Dạ. Trong khi tụi tôi đói bụng. Bây giờ chúng ta sẽ có lần thử thứ hai. Chúng tôi sẽ cho các bạn 6 gợi ý. Các bạn chọn một trong 6 gợi ý. Mời. Con chữ bạn nhảy tiết lộ một chữ. Biến hình 0,2 giây. Tốc độ 70%, 7 MC. Và các bạn sẽ biết được số từ viết sai. Với Jun thì chắc là nên tốc độ 70% quá ha. Mình chưa bao giờ sử dụng cái tiết lộ một tiếng nhỉ. Tốc độ 70% thì em thấy là đỡ nhất đấy. Mặc dù cái giọng nó cũng bể. Tất cả sẽ chọn tốc độ 70%. Vâng. À khoan, hãy chọn con chữ bay nhảy đi, tại vì nãy em nhớ. Bình chọn gì khoan, anh, mọi người. Bình chọn gì? Con chữ bay nhảy đi, tại vì em nếu mà cho con những con chữ bay nhảy đó em chắc chắn là xếp lại cái câu đó. Rồi, con okay. Chữ bay nhảy. Rồi, con chữ bay nhảy. Nè, nếu mà em mà sai một lần là tụi tôi đói thiệt luôn á. Không, tại vì nãy em nhớ mà, tại vì nãy mọi người ồ vô á, mọi người ồ xong cái em bị giật mình em quên. Con chữ bay nhảy xong là chúng mình im lặng để cho Bình làm. Mọi người im lặng nha. Con chữ bay nhảy dành cho Trịnh Thăng Bình. Miệng ra nào. Rồi mời anh. Mời anh. Chị tin em. Em tưởng là cái kiểu mà cái chữ nó sẽ hiện lên và nó sẽ đứng ở đó. Mà hên cái đề là con chữ bay nhảy chứ không phải con chữ nó đứng ở đó. Mà anh vẫn muốn nó đứng ở đó. Chịu gì có hashtag please làm ơn đi. Làm ơn đi. Trước khi Trịnh Thăng Bình có đáp án cuối cùng, chúng ta sẽ nghe lại đề bài của chương trình. Xin mời. Nếu không mai đây em lấy chồng, anh buồn như con trùng trùng khi em thấy không. Hôm bây giờ anh muốn ngỏ lời trước, anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không. Không, câu đầu là nếu không mai đây em lấy chồng. Đúng, đúng chính xác. Em lấy chồng anh buồn như con chuồn chuồn em có biết không. Không bao giờ anh muốn ngỏ lời trước. Nên bây giờ anh muốn nói lời chúc. Không, cái gì mà em ngỏ lời trước á. Ngỏ lời trước thì mới tặng tấm lòng chứ. Tự nhiên chúc ta lấy chồng mà còn kêu tặng tấm lòng. Sao đó được. Sao đó được. Nếu không mai đây em lấy chồng, anh buồn như con chuồn chuồn em biết không. Nếu không mai đây em có lấy chồng, anh buồn như con chuồn chuồn em có biết không. Nên bây giờ em ngỏ lời trước. Đúng rồi, nên bây giờ anh ngỏ lời trước. Chính xác. Bây giờ tôi đề nghị là bây giờ mình bỏ cái vụ bỏng ngô được không. Mình lấy kim được không, kim được không. Mình bỏ vô trong đó. Mình nạp thêm viên đạn. Anh cho em một phút. Tại một vì phút. Em muốn xóa hết để em viết lại cho nó đẹp. Xin mời. Mười lăm hai chục phút trôi qua rồi. À... Vì nếu mai đây em có lấy chồng, anh buồn như con chuồn chuồn kia em thấy không. Nên bây giờ anh muốn ngỏ lời trước, anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không. Đáp án của Trịnh Thăng Bình là đáp án. À, sợ quá. Mà vẫn sai nữa anh.